2 của Gavu là khung cảnh của gia đình Sonic. Bọn chúng đang cai quản cả một nhà máy hay là cả một thế giới bóng tối khổng lồ, với người anh trai cả và những nhân vật khác được phân công rõ vai trò trong bộ máy khổng lồ này. Như hai chị em sẽ có vai trò đi tìm kiếm những nguyên liệu cũng như thu thập chúng, điều khiển những tên tay sai tại thế giới loài người. Một cô chị khác thì điều khiển và phân công cả nhà máy. Bọn chúng là một gia tộc hết sức nguy hiểm, muốn biến con người trở thành những viên kẹo bóng tối. Quay lại với nhân vật chính, sau khi đến tiệm tạp hóa hạnh phúc, xém nữa nhân vật chính đã ăn luôn chiếc khăn tại nhà của Amane vì không phân biệt được thực phẩm, cho đến khi cô mời anh ăn cơm cũng như bánh kẹo mà cô đã bày ra sẵn. Anh nhận ra một điều thú vị: khi ăn bữa ăn chính của mình, anh không tạo ra được bất kỳ những chiếc gochujo nào, có lẽ anh chỉ có thể tạo ra từ những vật phẩm như bánh kẹo đóng gói mà thôi. Để cảm ơn người chị Amane đã giúp đỡ mình, anh đã cùng với cô ấy phụ giúp một người bạn chuyển nhà. Quá trình này diễn ra vô cùng thuận lợi với sức khỏe trâu bò của mình. Để ăn mừng, tất cả bọn họ đã cùng nhau có một bữa ăn nhỏ tại nhà của người bạn của Amane. Nhân vật chính đã tiếp tục ăn gói snack khoai tây chiên và tạo những gochujo đặc biệt liên quan tới bánh khoai tây. Quay trở lại với nhân vật Hanto, anh ta vẫn tiếp tục điều tra vì đã nhận ra những thông tin về Gavu đã lan truyền dần trên mạng. Anh đã tìm đến ngôi nhà của đứa trẻ đã nhìn thấy Gavu và nó đã cung cấp cho anh một thông tin vô cùng quý báu, đó là Gavu đã bảo vệ nó chứ không phải tấn công. Quay trở lại khung cảnh của nhân vật chính, anh có những ký ức liên quan tới mẹ mình cũng như những thực phẩm mà anh đã được ăn trong thế giới kỳ lạ đó, nơi mà tất cả những thực phẩm của con người không hề tồn tại. Một phần ký ức đó đã bị ngắt quãng khi chúng ta quay lại đến phe phản diện. Tên Renew mới, tình cờ hắn ta lại tấn công người bạn của Amane được sự chỉ dẫn của những gochujo khoai tây. Gavu đã tham chiến với tên này, một thỏa thuận được hắn đưa ra vì hắn nghĩ Gavu muốn giành chiến công. Nhưng anh càng phẫn nộ hơn khi hắn đã biến một trong những người anh vừa gặp trở thành nguyên liệu để chế tạo những viên kẹo bóng tối. Trận chiến kinh hoàng giữa cả hai đã diễn ra. Hắn ta là một tên Renew với sức mạnh của mực hay bạch tuộc gì đó, tấn công anh bằng xúc tua khiến thanh gươm của anh không thể nào chém được thứ đàn hồi nhớt nhát này. Sử dụng những gói snack để chuyển hóa hình dạng khoai tây kiếm sĩ Zaku Zaku Chip, anh được trang bị hai thanh gươm và khả năng chiến đấu của anh là dựa trên chúng để chém toan kẻ thù. Được tạo ra từ khoai tây nên chúng cũng vô cùng dễ vỡ, cần một nhát chém với góc độ cực kỳ chuẩn xác của những samurai chuyên nghiệp để tiễn biệt kẻ thù, và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Với câu hỏi dành cho tình Renew, người có từ bỏ diễn viên kẻ bóng tối hay sẽ bị ta tiêu diệt? Và hắn ta không thể nào từ bỏ chất kiên nghiện này và đã bị Gavu tiêu diệt. Sau khi giải cứu thành công người bạn Amane trước sự hoảng sợ của cô gái, cũng như tập đầu tiên, có lẽ tất cả mọi người cũng chỉ nghĩ anh là một tên quái vật khác mà thôi. Trong khung cảnh đêm tối, anh đã vượt qua một người, chính là Hanto. Anh ta cũng đã nhìn thấy Gavu, Gavu ngoài đời thật, nhớ tới những ký ức của mình về quá khứ. Một tên Renew xối đã tấn công gia đình của anh, và anh đã nhìn thấy Gavu cũng như hy vọng điều tra sự thật về quá khứ 18 năm trước của mình. Soma cũng đã rời khỏi tập hóa hạnh phúc, như tập đầu tiên anh rời khỏi căn cứ bí mật của đứa trẻ và để lại một lá thư, cũng như ước mơ của anh đã có là bảo vệ nụ cười của tất cả mọi người. Kết thúc tập 2 của Commander Gavu.